Kính thưa toàn thể đại chúng, sáng hôm nay chúng ta cùng về đây để cử hành lễ Vu Lan báo hiếu, để tưởng nhớ đến ơn đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, bên cạnh đó có ơn của thầy tổ quốc gia mọi loài. Nhưng mà cái chính của hôm nay chúng ta muốn nói đến đó là tình yêu thương của cha mẹ. Tất cả chúng ta vừa nhận xong một đóa hoa. Nếu ai còn mẹ thì sẽ nhận một đóa hoa màu hồng hoặc màu đỏ. Ai mất mẹ rồi thì sẽ nhận một đóa hoa màu trắng. Tại sao chúng ta nhớ ơn cha mẹ mà lại lấy mẹ làm biểu tượng? Bởi vì trong tất cả thứ tình, tình yêu thương của mẹ là cao tột nhất. Tất cả sự hy sinh cho con cũng đều là người mẹ. Và thậm chí một người con khi buồn, khi khổ cũng nhớ tới mẹ, khi muốn tâm sự cũng tìm về mẹ. Và có thể nói rằng đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Nếu có đi vòng quả đất tròn, người trong con mỏi mòn cũng không ai bằng mẹ. Vì vậy hôm nay tất cả chúng ta vừa nhận xong một đóa hoa, dù đó là hoa trắng hay hoa hồng, tất cả cũng để biểu lộ lên sự nhớ thương về mẹ. Xin đại chúng hãy cùng ngồi yên, đừng nói chuyện, đừng cử động, tất cả hãy lắng động mọi tâm tư của mình. Hãy nhắm mắt lại và theo lời sướng kệ, chúng ta hãy cùng thanh tịnh thân tâm để hướng về mẹ. Nếu mẹ còn thì hãy dâng lên mẹ một lời cầu nguyện. Nếu mẹ mất cũng hãy dâng lên mẹ một lời cầu nguyện, mong mẹ sớm khỏi an lành. Nếu mẹ còn, nguyện cầu cho mẹ được an vui. Cũng giống như mình thường đọc câu mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Bây giờ mình có thể đổi lại, ngồi đây thắp nén đèn tâm, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Dù quý vị không thắp một ngọn đèn vật chất, nhưng chúng ta đang thắp lên một ngọn đèn ý thức, một ngọn đèn thương yêu, để cầu nguyện cho tất cả những người thân của mình. Xin mời đại chúng cùng lắng động thân tâm. Please sit quietly, calm your mind, close your eyes, and I will invite the sounds of the bell. So we have few minutes to send our love, our care, our prayers to our loved one. Body, speech, and mind, held in perfect oneness, I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers be awakened from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrows. Ba nghiệp lắng thâm tình, gửi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe tình thức, vượt thoát nẻo đau. Listen to this wonderful sound, brings me back to my true home. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. Lắng lòng nghe.
ơn đại chúng. Thank you all. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng ta nói tiếng Việt, xin đại chúng cho phép Pháp Hòa xin được 5-10 phút để Pháp Hòa nói tiếng Anh với các em đang dự lễ hôm nay cũng như các bạn người Mỹ. Good morning, my brothers, sisters, and friends. Today is Saturday, August 20. Is that 27, 2016. We are gathering in this community hall in St. Cloud, Minnesota, in order to celebrate a special day according to the Vietnamese tradition. Of Vietnamese Buddhist tradition. That is the ceremony for us to commemorate on our parents. There was a young man who had asked by his mother, "My son, what is the most important part on your body?" And he tried to say the head, the eyes, the ears, etc. And every time he answered the question of his mother, and his mother said, "It's not correct." One day he received the news that his grandmother almost passed away. His grandmother loved him so much. So because he knew that his grandmother is almost dying, so he tried to ride his bicycle as fast as he can so he can arrive home on time to see her grandmother before she passed away. But unfortunately, when he arrived, his grandmother already passed away 5 minutes ago. His father never cried. He never see his father cry. But that is the only time that he saw his father lie his head on his mother's shoulder and cry like a baby. He's very touched, and he also cried along with his father. Right after the funeral, his mother came and asked him, "My dear, did you find out an answer? What is the most important part on your body?" He still surprised and looked at his mother. And at that time, his mother said, "The shoulder." Because every time when you feel tired, you wish that someone can lend their shoulder for you, so you can lie, lean their head on their shoulder and rest. When you want to cry, you want to borrow someone's shoulder so you can lay down and cry. The mother said, and then since at that moment, he realized that the most important part in this life is not the selfish, but on the side is you open your heart for someone. We all have difficulties in this life. But if you reflect deeply, we also have lots of fortunates, don't we? So this is something we can meditate on. So you keep hearing meditation, but you don't know what to do when we meditate. And this is what we can meditate right in our daily life. For example, if one day you have a meal, a lunch or dinner, you don't want to eat because you don't like the food, or you have this all the time and you get sick of it. You want to throw it away, or you want to refuse the food. Then you can think there are many people right now, the same time with you, they don't have any food. So at the moment you think that many others, they have no food,
then you will appreciate what you have right in front of you, and you can take them easily. And this is what we call meditation. So meditation doesn't mean you sit on a cushion for long, or you do nothing to quiet yourself. But meditation means you're able to think of someone else when they're in another difficulty side. When you lie on bed, you could not sleep. And you think that, you know, in this moment, tons of people around the world, they have to sleep outside or they're homeless. You have a house to live. You have a room to stay. You have a good bed to sleep in, but you still don't comfortable with that. You don't agree with that. Then you know that there are people homeless, roomless, and they have nothing in hand. When you have a piece of cake, you know that a lot of children as your age have no cake. I was in the country called Myanmar about a few years ago. You know, when I came there, I went to the shopping and I bought hundreds of pencils. And I give to each of the students a pencil. You cannot imagine how happy they are. One day, I walk with the kids to their school. I ask them to open the lunchbox so I can see what they have for lunch. And you know what they have? Just a few steamed rice with some peanuts. I asked them, that's all you have? They said, this is the most delicious lunch we have. What about us? We have full bag of lunch with snack, with juice, with sandwich, with fruits. We still not happy at all. And we never done anything of that, just the mother prepared. But sometimes we throw the food away, we, you know, feel disagree with all the food in the bag. But do you know that many kids like us, many young friends like us, they have nothing? When I was in Vietnam 30 years ago, at that time, I'm only about, 8, 9 years old. I was the same as those kids. I don't have enough food. I don't have enough clothes. And if you don't trust me, you can ask your parents. Back more than 30 years ago, when we still was in Vietnam, we are like all the kids who are lack of clothes, lack of food. I give them a longan. You know longan. They hold a longan and they ask me, what's this? I told them longan. They said, longan, how to eat? You see that even a longan, they don't know what is longan. When I give them candies, they're so happy. I remember I bought 10 boxes of crackers. And I cannot give them, each of them, a box. I just open the box and give them, each of them, only 5 crackers. After they receive a cracker, they sit down and they eat the crackers like never eat before. I never forget those pictures in my heart. That is the reason why I can eat anything that people offer to me. Because I know that this is my pleasure. This is my fortunate. So today, when we come to the ceremony, I just want to take off this little time to share with you a brief story of the appreciation and sharing and commemorate. What is the meaning of commemorate? We think about someone's hard work in order to appreciate what we have now. So in our practice, every day before we have meal, we join our palms and we recite, this food is the gift of the whole universe.
the earth, the sky, and much loving hard work. If they do not love us, they never try that hard to make the food. So later on, after today's ceremony, you will come out of this hall and you have plenty of food. So please take enough to feed you. Do not waste any. If you take something already, try to finish them. Do not throw them in the garbage. Even you pay for the buffet, you don't know what how does it taste. You have the right just to take a little first to try. If you like it, you are welcome to come back and take 10 times of that. But don't take too much, and then you don't like it, you throw away. Okay? Do not waste food. Once we waste the food, that means we waste our merits. We waste our fortunate. Anything when it's past, you never call it back. So remember, every year when you grow up, you're happy that you grow up as an adult. Beside that, your parents slowly getting older. So when you grow up, on the other hand, your parents get older. They are more weaker. They are not strong as before. So the practice here is, when we commemorate on something, in order for us to appreciate, and in order for us to open the heart to someone who still have misfortune. I just want to share with you the story about how this man, he realized one beautiful lecture for his life. In this life, the most important part is not something for yourself, but the important is you know how to open your heart for someone. Thank you so much for your time and your listening. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là sáng thứ bảy, ngày 27 tháng 8 năm 2016. Tất cả chúng ta một lần nữa quy tụ về đạo tràng chùa Giác Lâm, thành phố St. Cloud, tiểu bang Minnesota để cùng nhau tưởng niệm lễ Vu Lan. Thưa đại chúng, Vu Lan là một cái lễ truyền thống theo Phật giáo. Nhưng mà hầu như ngày nay lễ này không còn ở trong cái truyền thống Phật giáo nữa, mà nó trở thành ra một truyền thống văn hóa của người Việt. Đó là ngày chúng ta nhớ ơn cha mẹ, nhớ ơn thầy tổ, sư trưởng, nhớ ơn quốc gia, đất nước. Rộng nữa là chúng ta nhớ ơn mọi loài chúng sanh. Có thể nói ngày lễ này là ngày nhớ ơn tất cả những người đã có mặt trong cuộc đời này, tất cả mọi loài cỏ cây đất đá đã hỗ trợ cho ta để chúng ta có được sự sống. Và gần nhất, đặc biệt nhất, đó là cha mẹ của ta. Và thưa đại chúng, có một điều là chúng ta rất hãnh diện, đó là cái lễ cài hoa hồng này nó chỉ có ở trong Phật giáo Việt Nam mà không có trong các cái truyền thống khác. Lễ cài hoa hồng này đặc biệt chỉ có trong Phật giáo Việt Nam. Tại sao quý vị có một đóa hoa hồng để biểu tượng là mẹ mất, mẹ còn? Đóa hoa trắng là tượng trưng cho mẹ đã mất. Mà các thầy thì không cài hoa hồng hay hoa trắng, mà các thầy lại cài hoa vàng. Thật sự ra thì cái lễ này đó chúng ta đặt ra, chứ nó không có nằm trong cái truyền thống kinh điển của đạo Phật gì cả. Nhưng mà bởi vì chúng ta lấy một đóa hoa hồng để biểu tượng tặng cho nhau, để nhắc nhở nhau là anh hạnh phúc lắm, anh còn mẹ. Và tôi xin chia sẻ với anh, với chị, vì chị đã mất mẹ. Còn riêng đối với các thầy đi tu,
thì dĩ nhiên là cha mẹ còn hay cha mẹ mất thì tỷ chung quý thầy cũng đã rời cha rời mẹ, rời gia đình để đi tu. Nhưng mà đóa hoa này là để tượng trưng nhắc nhở các thầy là các thầy đã tu thêm được một năm. Tại vì cái lễ truyền thống là 3 tháng an cư, sau cái lễ Vu Lan là mỗi thầy được thêm một tuổi đạo. Tại vì theo truyền thống của đạo Phật là các thầy, các sư cô mỗi năm phải có an cư tu tập 3 tháng. Sau 3 tháng đó lễ Vu Lan, cái ngày người này còn gọi là lễ tự tứ, thì các thầy, các sư cô thêm được một tuổi đạo. Cho nên chúng ta tặng một đóa hoa vàng tượng trưng cho màu xuất gia, màu giải thoát. Hoa vàng là tượng trưng cho cái màu y, cái màu hào quang của Phật, cái màu mà nhà Phật dùng cho các bậc xuất gia để tượng trưng cho đất. Mà đất là tượng trưng cho nhẫn nhục, tượng trưng cho chịu đựng, tượng trưng cho tâm lượng rộng lớn, dày chắc. Không có cái gì rộng bằng đất, dày bằng đất. Và không có cái gì chịu đựng bằng đất. Tại vì mình đổ nước sạch, đất cũng nhận. Mình đổ nước dơ, đất cũng nhận. Và thậm chí muốn tìm châu báu, ngọc ngà cũng phải đào đất để kiếm. Ở dưới lòng đất nguyên có rất nhiều thứ quý. Ở trong tâm hồn của chúng ta cũng có rất nhiều cái hay, cái đẹp. Vì vậy mà nhà Phật thường hay nói tu tâm. Tại vì chính khi nào chúng ta trở về được với tâm thì chúng ta mới nhận ra được rằng nơi tâm của mình có rất nhiều điều quý. Nhưng mà trong nơi tâm này cũng có rác rưới nhiều lắm. Cho nên nếu chúng ta khéo thì chúng ta sẽ sàng lọc những cái cát, cái sỏi, cái rác để chúng ta tìm ra được ngọc báo. Cũng như thế, cuộc sống của chúng ta có rất nhiều những khó khăn. Nhưng mà từ những khó khăn đó chúng ta sàng lọc được những cái hay, cái quý. Có một anh chàng nọ được người mẹ cứ hỏi hoài: con có biết trong cuộc đời này cái gì quý không con? Đứa con cứ trả lời vòng vo mà không bao giờ mẹ trả lời đúng. Có một hôm nọ anh nhận được một cú phone là bà nội anh sắp mất. Anh cố gắng anh chạy đạp xe đạp thiệt nhanh để về được gặp bà nội lần cuối. Tại vì bà nội rất thương anh. Nhưng mà rất tiếc, anh về tới nhà thì bà nội đã ra đi trước đó 5 phút. Và trong lúc đó anh nhìn qua thì anh thấy ba của anh đang ngã đầu lên mẹ của anh và lên vai mẹ của anh và khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Và lần đầu tiên trong đời anh chứng kiến ba mình khóc. Và sau cái lễ cầu nguyện thì người mẹ mới đến bên cạnh anh hỏi: con à, bây giờ con có biết được trên cuộc đời này cái gì quý không con? Lúc đó anh sửng sốt, anh nhìn mẹ. Thì người mẹ mới cho câu trả lời: trên đời này đôi vai là quý nhất. Tại vì khi nào con khổ, con muốn tìm một bờ vai để con ngã đầu vào con khóc. Khi nào con muốn được sự ấm êm, ôm ấp, thì con thường ngã đầu vào một người nào đó để người đó tròn tay lên ôm ấp con, vỗ về con. Mà nhiều khi mình cũng vậy. Mình đang rất nhiều lúc mình cần một bờ vai. Cho mượn thôi, không cần làm của. Nhiều khi nếu mình gặp được người nào: anh cho tôi mượn cái vai tôi khóc một chút được không? Mà nếu mình được ngã đầu lên vai một người nào mình khóc thì chắc mình sẽ hạnh phúc lắm. Tại vì lúc đó mình rất cần người để mình khóc. Tại sao mình không ngã đầu lên cái gối, cái đầu gối? Tại vì cái đầu gối nó không có cảm giác. Tại vì cái gối nó không có cảm giác, cái bàn nó không có cảm giác. Mà chỉ khi nào chúng ta ngã đầu lên vai của ai đó chúng ta khóc. Dù người đó không biết mình là ai, nhưng chắc chắn người đó sẽ đưa bàn tay lên tròn vào người mình và vuốt ve mình vài cái. Cái đó là tượng trưng cho comfort, biểu tượng cho sự ôm ấp, chấp nhận, lân mẫn, thông cảm. Và chính lúc đó người mẹ nói, anh mới hiểu ra một bài học rằng trên đời này cái quý không phải là cái phần ích kỷ của mình, mà chính là cái phần biết cảm thông cho người khác. Pháp Hòa ví dụ bây giờ Pháp Hòa đang, sau khi buổi lễ này có một vị nào đó đến: thầy ơi con khổ quá. Vừa nói xong cái ngã đầu vô vai thầy khóc.
Thầy không biết chuyện gì, nhưng chắc chắn thầy sẽ đưa tay lên, thôi nín đi cô. Thôi nín đi anh. Thôi thầy sẽ có chuyện gì hãy kể cho tôi nghe, vân vân. Cho nên nó hay một cái á, là quý vị biết trên đời này nó có một cái điều là trên thân thể của chúng ta, chỉ cần chúng ta lỡ đi một cái góc cạnh nào mà chúng ta đụng vào đó, ví dụ mình lỡ mình đi mình đá cái bàn, cái chân mình nó đau điếng à, nhưng mà tự khắc cánh tay này sẽ đưa xuống so cái bàn chân. Cái bàn tay mình nó hay lắm, bất cứ một chỗ nào mà lỡ mà đụng mà đau thì bàn tay này nó sẽ lân mẫn nó vỗ về, mặc dù nó biết hư quá, đi không có chừng. Nhưng mà lúc đó tự cái bàn tay này sẽ đưa xuống. Trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Một người nào mà khổ, chúng ta đâu có cần biết người đó là ai, mà chỉ cần thấy người đó khóc thôi, tự nhiên mình cũng cảm thấy, mình cũng cảm nhận được rằng người đó đang buồn, đang khổ. Quý vị biết ở chùa, mỗi lần Pháp Hòa đi lên chính điện mà thấy một ai mà quỳ dưới bàn Phật mà thắp hương mà có vẻ như đang buồn khóc á, thường thường Pháp Hòa hay đợi cái người đó lễ xong, Pháp Hòa kìm cách tới nói chuyện. Sao? Cô có gì không? Bác có gì không? Người ta tới thắp hương bình thường thì thôi không sao, nhưng mà chỉ cần Pháp Hòa thấy một người quỳ dưới bàn Phật mà nước mắt ràng rụa thì mình không bỏ được. Mà nếu Pháp Hòa lỡ phải đi đâu, không thể ở nhà được, cũng như chạy xuống lầu nói với các thầy các cô trong chùa là ở trên chánh điện đang có một người đang quỳ thắp hương mà thấy có vẻ buồn lắm, mấy cô sắp xếp lên gặp vị đó một chút. Thưa đại chúng, trong cuộc đời này cái mà chúng ta đang cần là cần cái phần cảm thông của người khác. Đôi khi chỉ cần người khác cảm thông cho mình thôi, mình cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Thưa phải vậy không? Có thể người đó chưa làm được gì cho mình, nhưng mà anh chỉ cần cảm thông cho tại sao tôi làm vậy thôi. Phong Hòa ví dụ như bên chồng qua đây hết rồi, bên vợ còn số người ở Việt Nam. Dĩ nhiên là qua đây đi làm thì vợ chồng cắt cỏm để dành tiền lo cho gia đình ở đây. Nhưng mà lâu lâu ở bên nhà gửi cái thơ qua, thiếu này hụt kia. Mà nếu mà chồng mà thiếu cảm thông, người vợ gửi nhưng mà gửi lén gửi lút, gửi mà giấu giếm đủ thứ mà sợ có tội nữa. Nhưng mà nếu mà một người chồng mở lòng cảm thông, thôi kệ mình qua đây hết rồi, đó là phước của mình. Bên vợ mình còn số người ở bển, lâu một năm một hai lần gửi về để giúp đỡ, nhiêu đó thôi. Tự nhiên người vợ cũng, nhiều lúc vợ có thể không nói ra được, nhưng mà trong lòng có sự cảm kích là vì chồng mình hiểu mình, thông cảm cho mình. Thưa quý vị, hồi tối này Pháp Hòa có một người bạn hãy nói như thế này. Thường thường á, cái người làm giảng sư á, thì không làm trụ trì. Còn sư huynh á, vừa làm trụ trì mà vừa làm giảng sư, nói vậy có ai hiểu nỗi khổ của tôi đâu. Vì thiên hạ cứ réo mình đi miết, mà mình đi nhiều thì cái gì mình thiếu? Bổn phận của mình với chùa thiếu, mà có ai cảm thông đâu. Nếu như cái người nhà mình cảm thông cho mình á, là thầy đi suốt ít ở nhà, thôi ở nhà mình ráng lo tròn bổn phận công việc của mình, thầy về tới chùa thầy thấy mọi việc nó đâu vào đó thì tự nhiên thầy sẽ an lòng hơn. Nhưng mà có nhiều lúc mình phải hát là có những niềm riêng lòng không nói hết, là bởi vì vừa phải đi giảng khắp nơi mà vừa phải gánh một trách nhiệm quá lớn đối với chùa, mà người cảm thông cho mình thì không mấy. Ví dụ như vậy thôi. Ví dụ như bây giờ nếu như mình là một người chồng mà đi làm suốt, hay người vợ đi làm suốt, hay cha mẹ đi làm suốt, mà con có cảm thông thì nó khác. Có một cặp vợ chồng đi làm suốt, không có lo được cho con. Khi con nó nhỏ, nó cứ gửi nó cho người khác,
lớn lên nó buồn ba buồn mẹ, mà bây giờ nó trở thành ra những người tài giỏi trong cuộc, trong xã hội, là bác sĩ, là kỹ sư, nhưng không hề bao giờ nó về thăm nhà hay nó gọi phone thăm. Mẹ phone cho nó, mẹ mới hỏi sao lâu quá con không phone thăm mẹ, sao lâu quá con không về thăm ba mẹ. Nó trả lời trên phone: hồi nhỏ ba mẹ có thăm con đâu. Quý vị biết là lúc đó người mẹ chỉ nghẹn ngào mà cúp phone chứ nói được cái gì. Cho nên trong cuộc sống này, sự cảm thông là một điều rất cần. Nhiều khi mình cảm thông cho người khác mà cứu được người khác nhiều. Có những người đã tự vẫn chết vì không được sự cảm thông của người nhà. Có người đã bỏ nhà ra đi, biệt tâm biệt tích và không còn liên lạc với người nhà, vì người nhà vì một sự hiểu lầm nào đó, vì một sự cố nào đó mà không có cảm thông. Pháp Hòa đã từng chứng kiến những cái câu chuyện như vậy. Đến bây giờ sau 15 năm, ba chết cũng không tìm được, mẹ mất cũng không tìm được, anh em không biết cái vị đó bây giờ đang ở đâu, chỉ vì một câu chuyện nhỏ, thiếu sự cảm thông. Khi chúng ta ở một cái ngôi nhà đẹp, chúng ta hãy cảm thông cho những người đang không có nhà, không có cửa. Và chỉ như vậy thôi thì cái lòng từ bi của chúng ta mỗi ngày mỗi phát lên. Có thể chúng ta nói rằng tôi đâu có biết từ bi là gì, nhưng mà mình đã sống bằng từ bi mình chưa biết. Từ là gì? Từ là cho người niềm vui. Bi là gì? Là giúp người giảm khổ. Tiếng Hán định nghĩa: từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Mình có thể mình nói tôi không biết từ bi là gì. Hai chữ từ bi nghe nó to quá, nhưng mà thiệt sự ra nó gần lắm. Mà không chừng mình đã từng làm điều đó trong cuộc sống của mình. Thấy người ta khổ, làm cho người ta giảm khổ, đem lại được niềm vui cho người. Khi mình có một bữa ăn, mình nhớ tới những người thiếu thốn. Khi mình mặc áo đẹp mà mình chưa bằng lòng thì mình hãy nhớ những người đang rách rưới. Vừa rồi Pháp Hòa có gặp một cái tấm hình rất là đẹp, mà người ta có định nghĩa, có bình luận ở trên cái hình ảnh đó. Một bà cụ mặc cái áo rách vai, khi bà cầm cái gói xôi á, bà để trong bình bát của một vị thầy đang đi khất thực. Mà trong khi đó chiếc áo của bà đó thì rách đôi vai, rách hết một cái cánh vai. Thì có một người nói: Cái hình ảnh này nó đẹp làm sao? Vì chúng ta nghèo, thường thường chúng ta nói á, lá lành đùm lá rách. Nhưng mà bây giờ mình thêm câu nữa nha: lá rách đùm lá tả tơi. Cái lá lành đùm lá rách, nhưng mà lá rách nó cũng có rách có chỗ, còn cái lá tả tơi thì nó te tua, nó không còn chỗ nào. Thưa đại chúng, là trong cuộc sống mà quý vị cứ nghĩ đi. Cho nên có nhiều vị trách Phật á, ví dụ như nói tại làm sao mà ngày xưa nữ giới đi vô tu mà Phật không có chịu cho đi tu, Phật làm khó làm dễ. Nhưng mà nếu quý vị suy nghĩ cho Phật thì quý vị sẽ thương Phật và cảm thông cho Phật liền thôi. Vì cái người đầu tiên vô sinh Phật đi tu là một đương kim hoàng hậu và là kế mẫu của Phật. Nếu như Phật nhận liền thì e rằng trong chúng sẽ nghĩ rằng Phật thiên vị người nhà. Mà nếu Phật nhận bà dễ như vậy thì chắc gì bà tu tới nơi tới chốn không? Hay là bà đem cả cái quyền uy hoàng hậu vô trong chùa để bà điều khiển mọi người trong chùa? Cho nên Đức Phật từ chối nhiều lần để cho bà phát tâm dõng mãnh. Đến khi nào mà thấy sự phát tâm bà dõng mãnh thì Phật đặt điều kiện với bà: tu là phải như thế này thế kia. Để làm gì? Để giảm đi cái cống cao, cái ngã mạn, cái quyền lực của bà nếu bà đi vô chùa bà tu. Nếu chúng ta lấy cái tâm đó, lấy cặp mắt đó, chúng ta hiểu Phật thì chúng ta không hề trách Phật. Cho nên có nhiều khi người mẹ, mình trách mẹ là mẹ cứ thương cái anh kia mà mẹ không có thương tụi con. Nhưng mà thưa đại chúng, Pháp Hòa hiểu lắm. Tại sao?
Người mẹ thương con là thương bình đẳng như là cái đáy biển vậy đó. Nhưng mà sở dĩ có khác nhấp nhô như là mặt biển là vì sao? Là bởi vì người mẹ hiểu đứa con nào nó cần mẹ hơn. Ví dụ có ba hai người con, một người kia thì khá giả, một người kia thì túng thiếu, thì mẹ mà có nhiêu cho cái đứa túng thiếu, không phải là mẹ thương cái đứa túng thiếu hơn là cái đứa giàu có, nhưng mà dĩ nhiên thương, tình thương của mẹ là con nào mẹ cũng thương, nhưng đứa nào thiếu thì mẹ phải đắp cho nó nhiều hơn. Cho nên tình thương của mẹ là tình thương mặt cái đáy biển, nhưng mà cái hành động của mẹ là sự nhấp nhô của mặt biển, bởi vì ai khổ hơn thì mình giúp. Pháp Hòa nói như vậy rồi các mẹ các ba có đồng ý không? Con nào mình không thương chứ đâu có thương đứa nào hơn, nhưng mà cái đứa nào mình thấy nó khó khăn hơn, và đứa nào mà nó dễ dạy hơn, nó nghe lời hơn, còn cái đứa nào mà nó cứng đầu hơn, nó ngỗ nghịch hơn, thì đôi khi mình cũng khựng khựng lại với nó, mà nhiều khi mình muốn nói chuyện với nó phải suy nghĩ nữa, nói lạng quạt nó giận mình luôn. Cái đứa nào mà nó hay chống bán lại mình á, nhiều khi cha mẹ muốn nói gì nó phải suy nghĩ á, chứ không phải mình một cha mẹ nó mình muốn nói gì nói đâu. Vì sao? Vì nó thiếu cái sự suy nghĩ. Lạng quạng là nó nói lại, mà nó nói lại nhiều khi mình tức, cho nên rồi phải suy nghĩ. Cho nên khi mình giàu có thì mình nhớ cái ngày mình thiếu. Cho nên thưa đại chúng, Pháp Hòa thấy người Việt mình đi ra nước ngoài rồi hay gửi tiền về Việt Nam làm từ thiện, hay thậm chí chính thân mình về từ thiện. Tại sao? Vì mình có sự cảm thông. Mình trải qua cái nghèo rồi, cho nên bây giờ mình cảm thông người nghèo ở Việt Nam lắm. Bây giờ mình có 100 ăn, tháng cũng để dành 10 đồng. Năm mình được 1.200. Năm mình được 120. Rồi gom lại nhiều người đem về giúp. Nhưng mà có những người, người ta đâu có sống vậy. Mà không phải đất nước Việt Nam không, mà mình giúp đỡ cho tất cả. Quý vị biết Pháp Hòa qua Ấn Độ, ở bên Ấn Độ là nghèo hơn Việt Nam mình gấp trăm gấp ngàn lần, chứ không phải nghèo thường nữa. Việt Nam mình nghèo mà nghèo có thớ, Việt Nam nghèo còn có điểm, Ấn Độ nghèo không thể tưởng, nghèo lắm. Mà quý vị biết á, Pháp Hòa đi bên Ấn Độ mà đem tiền đem gạo đồ phát cho đó, cái mấy đứa nhỏ Ấn Độ á, nó đi theo, nó hỏi you Vietnamese. Cái Pháp Hòa nói đúng, nó nói Vietnamese number one. Tại vì người Việt không một cái phái đoàn Phật tử người Việt nào mà qua hành hương Ấn Độ mà không bố thí, không làm thiện. Không một đoàn nào đi không. Đoàn nào đi qua cũng đem tiền tổ chức những cái buổi phát cơm, phát gạo cho người nghèo, nấu cơm cho người nghèo ăn. Quý vị biết Pháp Hòa ghé một cái làng nghèo mà ngày xưa Đức Phật tu khổ hạnh á, 6 năm ở trong một cái hang đá, cái hang đấy vẫn còn. Mà mình phải nói là bây giờ 2010 mấy rồi mà nó còn như vậy, thì mình tưởng tượng nổi 2000 mấy trăm năm trước nó còn cỡ nào. Không có một cái cọng cỏ nào sống nổi vùng đó. Nó khô khan. Nước cái sông Ni Liên Thuyền mà ngày xưa theo sử nói là Đức Phật xuống tắm ở dưới hồ đó rồi lên ngồi dưới gốc Bồ Đề, bây giờ cái sông nó không còn một giọt nước. Mình có thể đi bộ qua sông đó. Thì bởi vì nó thiếu nước quá, tắm còn không có nước, không có nước uống, không có nước ăn, thì nước đâu mà trồng, mà đất đâu mà trồng gì đá không. Mà hễ nó hay lắm, nó núp ở đâu hết trơn hết trọi rồi, nó đã có đứa ra đại diện à. Nó ra nó kè kè theo mình đại diện, cái mình thấy có đứa à. Mới vừa móc ra 1000 đứa nó ào ra nó chụp. Mà quý vị thấy là cái nghèo bên Ấn Độ nó dễ sợ lắm, tội lắm. Có những cái vùng là 4 giờ chiều phải lo ăn cơm, còn không là tối hù, không có đèn, không có đèn điện. Bây giờ mình ở dưới quê mình nó nghèo, thiệt là nghèo, xa tít mà cái kiểu cái chỗ mình kêu là chắc cà đao đó, vậy mà nó cũng có internet. Mà Ấn Độ thì đâu phải dễ. Cho nên mình đi qua bên đó rồi mình mới thấy trời ơi, cái nghèo của Việt Nam mình còn có nghĩa có còn có thớ lắm. Mình nghèo, ví dụ bây giờ nghèo không có tiền ăn thịt, nhưng mà ăn gì? Ăn cá, ăn tôm.
ra xong á vớt tép tôm cá sặc hến con này con kia mình vớt lên được rồi, mình không có tiền ăn rau sang như rau rổ, rau cái gì cải làng, cải Thượng Hải, nhưng mà mình cũng có đọt lan để ăn, mình còn có rau càng cua để mình trộn, ví dụ vậy. Nhưng mà ở bển thì tội lắm, nấu cháo mà nấu lỏng lỏng chứ nấu đặc cũng đủ nữa. Cho nên nói như vậy để rồi chúng ta thấy là chúng ta có lòng cảm thông. Thì thưa hôm nay Pháp Hòa gặp với đại chúng trong cái mùa lễ Vu Lan này, chúng ta không nói những cái gì nó xa vời với đạo. Đạo là gì? Đạo là con đường. Mà con đường này chúng ta gọi là đạo Phật. Bởi vì Phật nghĩa là giác, Phật nghĩa là giác, là tỉnh, là không mê. Đạo là con đường. Thế thì chúng ta theo đạo Phật nghĩa là chúng ta theo con đường không có mê lầm. Chúng ta theo một con đường tỉnh giác. Tỉnh cái gì? Thấy những gì chúng ta đang có mà trân trọng. Giác cái gì? Giác rằng bên cạnh chúng ta còn những người thiếu sót và khốn đốn hơn mình. Để làm gì? Để từ đó từ tâm chúng ta khởi phát, bi tâm chúng ta khởi phát. Không cần nói từ bi mà tình thương chúng ta sống mà biết lân mẫn cho người, biết cảm thông cho người. Chúng ta là đạo từ bi và là đạo Phật. Mà khi chúng ta có từ bi như vậy thì chúng ta sẽ biết gì? Biết nhường cơm xẻ áo. Thưa đại chúng, mỗi ngày quý thầy ăn cơm đọc, ngày nào cũng phải đọc: thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Đó là câu thứ nhất các thầy phải đọc trước khi ăn cơm. Câu thứ hai các thầy phải đọc: xin nguyện ăn cơm trong chánh niệm, ăn cơm với lòng biết ơn, tu học tinh chuyên để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Câu thứ ba các thầy đọc: xin nhớ nhận diện và chuyển hóa những tâm hành bất thiện, trong đó có tâm tham, sân, si và những tật ăn uống không có chừng mực. Nhiều khi mình chỉnh cái tham của mình ngay trong bữa ăn, mình tức cười. Đang lùa cơm về, miệng đang nhai miếng ngon rồi đó nghe, vậy mà mắt ngó tiếp, mắt ngó có dĩa nào ngon. Thì trong khi miệng còn đang nhai mà tay mình gấp miếng kế. Bữa nào mình về mình tu, mình thử mình thiền quán rồi mình thấy. Nhiều khi trong cuộc sống bình thường mình đâu có thấy cái đó, nhưng mà lúc nào mình có dừng lại một giây thôi, trời đất ơi, miệng thì đang nhai mà bát thì muốn có miếng nữa. Mà nhiều khi mình lên bữa ăn mà thấy cái nào ngon là mình làm gì? Nói theo đời chút, vớt trước. Thì khi mà quý thầy ăn cơm là cái điều thứ ba là xin nhớ nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu, nhất là tâm tham và tật ăn uống không có chừng mực. Cái thứ tư các thầy phải đọc, phải quán chiếu: xin nhận những thức ăn hay là phải ăn uống như thế nào để giảm thiểu khổ đau của muôn loài. Ăn uống như thế nào để giảm thiểu khổ đau của muôn loài và bảo vệ môi sinh, nuôi dưỡng thân tâm. Có nhiều khi mình ăn mà mình quên rằng cái ăn của mình làm hại cho môi trường. Pháp Hòa ví dụ, nếu như mình không cần thiết phải xài đến cái ly giấy, cái phôn cups, đừng có xài nếu không cần thiết. Thí dụ mình tới chùa, mình uống một ly nước, hay mình tới một cái nơi công cộng mà mình biết rằng mình sẽ ở đây sinh hoạt trọn một ngày, thì chúng ta nên lấy một cái ly và viết cái tên mình vào đó để mình dùng lại nguyên một ngày. 5 phút mình kéo một cái ly, 3 phút mình kéo một cái ly, ở trong đó một ngày mình xài 5-10 cái ly. Thì quý vị tưởng tượng 100 người, 1.000 người thì chúng ta phải tiêu hao đến bao nhiêu ngàn cái ly, và nó sẽ mất bao nhiêu thời gian để nó tiêu hóa những cái ly đó. Và khi đốt những cái ly đó lên thì cái môi trường ô nhiễm này nó như thế nào? Đó chỉ nói tới ly, dĩa chứ chưa nói tới những thứ khác. Và quý vị nếu chúng ta nhìn kỹ là chúng ta thấy rằng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta hầu như
những cái chúng ta tiêu dùng phần lớn là ô nhiễm môi trường. Phần lớn. Như vậy thì khi mà chúng ta làm cho môi trường này bị ô nhiễm thì ai là người sẽ tiếp nhận lại những cái ô nhiễm này? Chính mình. Cái nhân mình đưa ra thì cái đây là cái quả mình tiếp nhận. Cho nên khi chúng ta ăn cơm thì chúng ta quán chiếu rằng xin nguyện ăn như thế nào để giảm thiểu khổ đau của muôn loài, nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng thân tâm và bảo vệ được môi sinh. Điều thứ năm, không phải ăn để thỏa mãn mà chỉ vì một điều thôi, ăn để dưỡng, nuôi thân mạng này để sống và làm điều những điều lợi ích cho đời, cho người. Năm điều này không nhất thiết chúng ta phải đọc ở trong chùa. Chúng ta có thể chép ra và đọc ở trong nhà bằng tiếng Anh, bằng tiếng Việt. Nếu cần thiết đọc tiếng Anh để cho các con mình nó đồng hiểu và mình nuôi dưỡng lòng từ bi của con, mình nuôi dưỡng lòng thông cảm lân mẫn của con ngay từ những bữa ăn, chứ không cần những bài thuyết pháp. Chúng ta phải thuyết pháp ngay bữa ăn, chúng ta thuyết pháp trong cuộc sống. Quý vị thấy một cái món game của một đứa nhỏ ở đây nó chơi á, có thể nuôi một đứa nhỏ Việt Nam một năm. Một cái game của nó có thể lên tới hàng trăm, 200 đồng. Một đứa nhỏ Việt Nam một ngày nó chỉ cần 3 đồng nó sống thôi. Nhiều khi một năm nó bao nhiêu cái game thì bao nhiêu cái game của mấy đứa con mình mà bây giờ nó dục tới dục lui trong nhà đó, gom lại mà bán chắc nuôi cũng được 5-7 đứa. Còn quần áo giày dép của mình thì thôi, nếu mà đem ra mà bán đồ cũ, bán da chai lông dịch là không biết bao nhiêu. Cái đó không có phá hoại lắm, đó là mình không nên vậy. Nhưng mà chỉ cần chúng ta có lòng cảm thông, và đôi lúc chúng ta sẽ thấy rằng ồ thôi bây giờ mình không cần nữa, mình nhịn cái này lại chút đi để mình làm cái việc khác, nhiêu đó thôi. Chúng ta đã là Phật tử rồi. Bởi vì Phật là giác, đạo là đường, đường giác ngộ. Đường giác ngộ không phải chỉ nói ở trong chùa, nói trong lý thuyết, mà chúng ta phải thể hiện cái đạo giác ngộ này ngay trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta có cần phí như vậy không? Chúng ta có cần phải mua sắm cái này không? Hay là chúng ta để dành lại? Bây giờ thưa đại chúng, tô phở 10 đồng ăn được không? Chắc đâu có chỗ nào, hiếm chỗ nào bán tô phở 10 đồng. Và thậm chí cho bây giờ cho 10 đồng đi, mình ăn tô phở xong 2 tiếng đồng hồ sau nó không còn là phở nữa. Nhưng mà nếu mà chúng ta để dành 10 đồng đó, chúng ta đóng góp vào những cái công việc lớn từ thiện, chúng ta đóng góp những công trình xây dựng gì đó, thì có lẽ 10 đồng đó nó tồn tại. Chúng ta không có sai khi chúng ta phải dùng. Nhưng ở đây Pháp Hòa chỉ muốn chia sẻ với đại chúng là thế nào để chúng ta ứng dụng sự tu của chúng ta ngay trong đời sống của mình. Và chúng ta cứ nói là chúng ta là đạo Phật. Thế thì đạo Phật là gì? Đạo Phật không phải trong chùa thắp nhang lại Phật, xin Phật ban cho mình, mà chúng ta phải thể hiện đạo Phật ngay trong đời sống của chúng ta. Đạo là con đường, Phật là tỉnh giác. Chúng ta hãy tỉnh giác, chúng ta hãy đi con đường tỉnh giác. Mỗi khi chúng ta làm gì, chúng ta có quán chiếu, có tư duy để đừng làm người khác khổ sầu, giảm thiểu niềm đau nỗi khổ cho người, tăng được niềm vui hạnh phúc cho người, chính là đạo Phật. Mà sống được như vậy cũng chính là chúng ta đang báo ơn cho mọi người, đang đền ơn cho mọi người. Pháp Hòa ví dụ, mình là một người chủ, người kia là người làm. Sao chúng, nếu mà người chủ mà chúng ta biết phát tâm á, mấy người này đóng vai người làm để mình được thể hiện cái tên là người chủ. Mà nếu mà người chủ dễ thương, người chủ biết thương người làm, thì tự nhiên người làm sẽ thương chủ. Và nếu rằng mình nhớ rằng mình là người làm thì phải biết tiết kiệm gìn giữ đồ của chủ. Thôi đâu phải đồ của tôi có phung phí. Nếu mà họ sập tiệm, họ làm không nổi thì mình làm cho ai? Cho nên nếu mình thương chủ, mình bảo vệ được cho chủ thì chủ mãi có cơ quan làm ăn, thì mình mãi có công việc. Mà nếu như người làm của mình mà nó ghét mình rồi, nó phung phí của mình, thì mình cũng làm chủ với ai? Mình cũng sẽ sập tiệm. Quý vị chỉ nhiêu đó thôi. Mình thấy được như vậy, cái tự nhiên mình thấy
chủ tớ là một. Chủ nuôi dưỡng tớ, tớ nuôi dưỡng chủ. Cái chữ tớ là làm thôi, làm công thôi. Cô chỉ nói một cái ví dụ vậy. Thì có một cô, không biết cô nghe mấy cái điều này Pháp Hòa nói rải rác trong cái bàn giảng sau, thì cô mới gửi cho Hòa một cái thơ: Thầy ơi, con cảm ơn thầy. Bữa nay con đã biết đi mua nước cho người thợ con uống rồi. Mà con thấy bây giờ khung cảnh trong tiệm nó khác hẳn ra. Tại vì ngày xưa là I don't care. Nhưng bây giờ I do care. Chỉ cần mà chủ mà đi đâu về mua nước, mua quà cho người làm, tự nhiên cái không khí trong tiệm, mình sống như cái tình chị em trong nhà vậy. Và chúng ta nương nhau mà sống. Thưa đại chúng, thường nói đệ tử phải nhớ ơn thầy, nhưng mà có một cái ơn nữa mà chúng ta cần phải đừng quên là thầy phải nhớ ơn đệ tử. Tại không có đệ tử làm gì có thầy. Cho nên Pháp Hòa mà đi ta bà kiểu này đó, Pháp Hòa nhớ ơn đệ tử ở nhà lắm. Tại vì mấy thầy mấy chú ở nhà mà không thét khe chùa thì sao Hòa yên tâm Hòa đi. Bây giờ Pháp Hòa đi từng rồi đi nội cái tuần này nè, Pháp Hòa bay mỗi ngày, quý vị bay mỗi ngày. Mà từ đây cho tới đầu tháng 6, năm 6 tháng 6 còn 3 chuyến bay nữa, chứ không phải từ chiều nay là đi đâu, chiều nay về nhà đâu, chiều nay bay tiếp. Bay tới chỗ khác làm lễ Vu Lan ngày Chủ nhật ngày mai, xong rồi là ra phi trường bay qua tiểu bang khác. Liên tục như vậy cho tới giữa tháng 9. Tiệm mà mình bỏ đóng cửa 3 ngày là mất khách biết nhiều phải không? Đâu có ai dám bỏ tiệm đâu. Vậy mà em dám bỏ chùa. Quý vị không thương còn nói. Thưa đại chúng, hôm nay mình không nói cái gì nhiều, chỉ nói một việc là chúng ta hãy mở lòng cảm thông. Và từ đó, trong cái nhẹ nhàng đó mà chúng ta đã thể hiện được đạo từ bi, đạo giải thoát. Nói gần hơn, nói rõ hơn là đạo Phật. Và từ đó chúng ta thấy đạo Phật không phải là một cái gì nó xa vời với mình chỉ ở trên chữ nghĩa lý thuyết, mà đạo Phật ngay trong cuộc sống của chúng ta. Và hơn nữa, chúng ta là một người Phật tử, lúc nào cũng nói nhớ ơn, lễ nào cũng nói nhớ ơn, thì chúng ta hãy thể hiện nhớ ơn bằng cách nào? Vừa rồi có một em khoảng 16 tuổi. Kể từ khi ba em mất, em không còn tha thiết gì với cuộc sống nữa. Em đến chùa, em nằm ngày nằm đêm, không muốn xuống ăn cơm, không muốn chơi với bạn bè. Và quý vị biết là Pháp Hòa bận rộn như vậy mà cũng cứ phải để thời giờ ra đi vô phòng kín nó, kêu nó xuống ăn cơm, ngồi nói chuyện với nó. Mình không nỡ. Mà hãy rảnh một cái mà nhớ tới nó là phải đi kiếm nó. Bởi vì cứ nhìn giáo giác bữa ăn là không thấy nó, là mình biết nó nằm rồi đó. Nó chưa biết ông đạo nằm mà giờ nó tu đạo nằm. Ở Việt Nam có ông đạo nằm, quý vị biết không? Ông đạo đâu nằm không. Việt Nam mình nhiều đạo, ngoài đạo Phật có đạo dừa, đạo nằm, đạo ngồi gì đó không biết. Nhưng mà mình chọc nó chơi là cứ phải kéo nó ra ngồi nói chuyện với nó. Mà nó to, nó đẹp, mà nó dễ thương lắm. Hiền, thiệt là hiền. Thì quý vị thấy rằng trong cuộc sống, nhiều khi một người á, họ sụp đổ một cái gì thôi là họ không còn muốn làm gì trong cuộc sống nữa. Mà nếu như tất cả chúng ta nhìn xung quanh mình mà thấy những trường hợp đó xảy ra, thì làm sao chúng ta điềm nhiên tọa vị được. Chúng ta phải làm thôi. Làm những gì chúng ta có thể làm. Để làm gì? Để nếu lỡ chúng ta có ra đi, chúng ta cũng không có gì hối hận. Tại vì cuộc đời của ta đã làm trọn vẹn những gì chúng ta cần làm. Thưa đại chúng, rồi đây trong chúng ta ai cũng ra đi, nhưng mình đi bằng cách nào mới lãng chuyện nữa. Và chúng ta đi, chúng ta mang theo gì và để lại gì. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Biết không? Biết bài hát đó không? Để gió cuốn thổi đi. Mặc dù gió vô thường rồi cũng thổi đi tất cả, nhưng mà không vì vậy mà chúng ta không làm gì. Cũng giống như mình ăn vậy đó. Biết ăn vô rồi đó, nó đi ra tất cả, nhưng mà không vì vậy mà không ăn.
Tại vì khi nó ra tất cả, nhưng mà nó lưu lại cái chất dưỡng nuôi mình mới sống được như bây giờ đây. Cũng như thế, những việc làm của chúng ta rồi sẽ đi vào mây khói, nhưng cái đẹp, cái hương đó còn vạn phất đâu đây. Một nén hương chúng ta thắp lên, tuy chúng ta nói nó tàn hương, nhưng mà cái thơm của hương, cái khói của hương, nó vẫn phản phất đâu đây bàn bạc, trong vô hình vô tướng, nhưng mà nó có. Thôi thì hôm nay lễ Vu Lan lại về, chúng ta trở về bất cứ một đạo tràng nào đó để chúng ta làm lễ nhớ ơn và phát nguyện. Thì chúng ta hãy nhớ ơn như thế nào và thể hiện như thế nào để xứng đáng mình là một người con của Phật. Mà chúng ta là một người đạo Phật thì phải thể hiện hai chữ đạo Phật rõ ràng, linh động trong cuộc sống của chúng ta. Xin cảm ơn đại chúng đã cho phong quà được. Cảm ơn quý vị đã cho phong quà cơ hội chia sẻ với quý vị đôi điều trong ngày lễ này. Nếu có gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ cho. Và xin chúc cho quý vị cùng tất cả người thân của mình trọn hưởng một mùa Vu Lan đầm ấm bên những người thân thương của ta. Nam Mô A Di Đà Phật.